Hello, Miss Thám Minh Lý, xin chào các em. Chào mừng các em đến với kênh của cô nha. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học Get Ready for Starter Unit Zero Lesson 2. Hello. Ở bài này các bạn sẽ học cho cô về nha. Get Ready for Starter. Đầu tiên là chúng ta sẽ học cho cô là màu red là màu đỏ, white là màu trắng, yellow là màu vàng, brown là màu nâu, blue là màu xanh, black màu đen, green, pink, red và purple, orange. Tiếp theo ở phần này các bạn sẽ nói cho cô là color matching, nói cho cô màu đúng cho cô ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn cho cô là red. Tiếp theo sẽ là gì các bạn? Orange. Rồi chính xác luôn. Yellow. Rồi chính xác. Đây là green là sẽ là tiếp blue. Và indigo. À, đây là cái gì các bạn? Đây là cây màu nấm. Tiếp theo là violet. Tiếp theo sẽ là pink. Tiếp theo sẽ là cho cô là brown. Và tiếp theo sẽ là gray. Tiếp theo sẽ là black. Và tiếp theo sẽ là white. Yellow. Pink. Cái này con vẹt thì có màu green. Và con vẹt thì có màu đỏ red. Con cá này thì có màu blue. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài Unit 1. Phần tiếp theo sẽ là phần luyện tập nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ nói cho cô những màu với chữ ha. Đầu tiên là blue. Tiếp theo sẽ là màu brown, black là 7, yellow là 8, pink là màu hồng là 9, number 9, white là màu trắng, orange là màu cam, green là màu xanh và tiếp theo là màu đỏ, purple là màu tím, gray là màu số 11 là màu xám. Ở phần này các bạn sẽ nói cho cô hình với lại bức tranh. Đầu tiên sẽ là gì các bạn? White thì chúng ta nói cho cô màu trắng, red thì sẽ là orange, gray, green, blue. Ở phần này các bạn sẽ điền cho cô chữ cái còn thiếu cái ô trống ha. Đầu tiên sẽ là brown, b-r-o-n, gray, g-r-a-e-a-e-y, g-r-a-e-y, purple, b-u-r-b-l-e, yellow, y-e-l-l-o-w, là black. Ở phần này là các bạn sẽ luyện tập cho cô ha. The elephant is blue and pink. Con cá voi thì có màu xanh và màu hồng. Tiếp theo cho cô nè. The elephant is gray and white. Màu con voi thì có màu xám và màu trắng tương tự như vậy. The dog is brown and yellow. The horse is pink and red and blue. Tiếp theo là the apple is red and green. The cat is orange and red, red and black. The ice cream is pink and yellow. Tương tự như vậy, các bạn sẽ nhìn vào và viết cho cô đúng những cái từ và đọc cho cô được màu nha. Ở phần này chúng ta sẽ mô tả cho cô nè. How many elephants are there? There are six. Rồi ở phần này các bạn sẽ mô tả cho cô nè. How many elephants? How many cats? How many dog? How many hat? Rồi cái phần này là câu chuyện hả các bạn. Cảm ơn các em đã lắng nghe nha. See you next time. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ cô có động lực làm video tiếp theo.